sĩ, được biết là Vivalinic là một trung tâm chăm sóc sắc đẹp chuyên sâu không những về da mà còn cả nha khoa nữa. Thì em thấy có vẻ đây là một sự kết hợp rất là đặc biệt mà hiện tại là chưa có clinic nào ở thị trường mình có. Thì em không biết là từ đâu mà mình có cái ý tưởng này ạ? Viva Clinic là một trung tâm chuyên sâu về da và nha. Tại đây cung cấp những dịch vụ để chăm sóc toàn diện khuôn mặt của các bạn. Bởi vì nụ cười và làn da đẹp nó đem lại sự tự tin và cảm giác hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cho nên là tại Viva Clinic sẽ cung cấp toàn diện tất cả các dịch vụ đó để quý vị có một vẻ đẹp tự tin và yêu khuôn mặt của chính mình. Dạ, vậy bác sĩ có thể là nói sơ lược về cái liệu trình này không ạ? Tại Viva Clinic, về nha khoa chúng tôi đều thực hiện tất cả các dịch vụ điều trị như là điều trị nha chu, chữa thủy, implant, chỉnh răng, răng sứ. Còn về da chúng tôi được tìm công nghệ gọi là VR Skin, nó giúp trẻ hóa da, thay đổi toàn diện về đưa bạn người thời gian để tạo một làn da mới. Nó khắc phục hầu hết những vấn đề về da như là nám, mụn, lỗ chân lông to, da không đều màu, tất cả những thứ đó. Chúng tôi dùng những cái công nghệ hiện đại nhất hiện tại đang có là như EndiJack, E-Line, PRT, tất cả đều có tại Viva Clinic. À, bác sĩ ơi, thì trên thị trường hiện nay á, thì em thấy có rất là nhiều cái clinic khác nhau. Lý do gì mà tại sao khách hàng phải chọn clinic của mình? Lý do rất là đơn giản là ở đây tất cả bác sĩ chúng tôi đều rất là tận tâm và nhẹ nhàng, là bởi vì chúng tôi không có chú trọng tới một số đông tới clinic, mà chúng tôi chú trọng tới sự hài lòng của từng khách hàng. Khi mà chúng tôi đã trải qua một cái quá trình học, trong trường học đã thử nghiệm những cái cách điều trị đó trên chính những người đang đi học, cho nên hiểu được cảm giác sợ khi điều trị và cảm giác yêu cầu của người bệnh nhân mong muốn nhờ một bác sĩ. Và tất cả các bác sĩ khác đều có khả năng làm không lâu và nhẹ nhàng nếu như họ đủ kiên trì, nhẫn nại, tập tâm để làm. Thì chúng tôi là những bác sĩ đủ kiên trì, nhẫn nại và chúng tôi yêu công việc của chúng tôi, cho nên là thấu cảm được, hiểu được tâm lý bệnh nhân để mà làm nhẹ nhàng nhất có thể. À, là trước khi mà mình bắt tay vào công việc là bản thân mình đã trải nghiệm cái việc là tự làm đau mình trước, coi cảm giác như thế nào, rồi mấy khách hàng sẽ cảm giác y như mình như vậy. Về cái công nghệ mới VR là VR Skin là quay ngược lại thời gian. Yeah. Quay ngược lại thời gian thì bây giờ mình ở cái lứa tuổi mình là trung niên rồi, bắt đầu là mình chớm 30 rồi, thì mình sẽ có những cái dấu hiệu lão hóa rất là nhanh, đặc biệt là ở nam. Thì làm sao quay ngược thì hôm nay mình xóa được nét nhanh. Cái mà anh Quang nói đó là vấn đề lão hóa không phải chỉ ở nam không, mà nữ nó rất là mạnh mẽ. Nhất là khi mình đã qua cái tuổi 30 của mình, thì ở đây chúng tôi có sử dụng cái công nghệ VR Skin, là công nghệ độc quyền của tại Viva Clinic. Thì cái công nghệ này nó giúp đưa bạn ngược thời gian, hoàn nguyên cái làn da của bạn, tức là cái làn da mà lúc chưa lão hóa, có thể nói là như vậy. Tại vì nó kết hợp giữa cái công nghệ mới nhất hiện nay giữa laser và E-Line, nó đã được ứng dụng ở rất nhiều nước tiên tiến trên thế giới, nó được yêu thích. Thì cái công dụng của nó là nó có thể be the brighten up your skin, tức là nó làm sáng cái làn da của bạn. Cái làn da của bạn nó khi mà đến cái tuổi qua 30 chẳng hạn, hoặc là cái tuổi lão hóa, hoặc là bạn do tiếp xúc ánh nhiều, nó sẽ bị nám, bị lão hóa da các thứ, hoặc là bị tàn nhang, hoặc là đốm sắc tố, da mình nó sẽ không đều màu, thì nó sẽ làm sáng da mình ra, nó giải quyết cái vấn đề đó. Thứ hai á, chị hai ở đây, tức là nó renew skin, tức là nó hồi sinh làn da của bạn. Bất kể làn da nào, ví dụ như da bị lão hóa, hoặc như nãy giờ mọi người rất quan tâm vấn đề lão hóa da, hoặc là cái vấn đề mà da mình bị mụn, nhất là cái thời tiết ở Việt Nam, da mình nó rất là dễ bị dứt tắc lỗ chân lông, thì nó dễ sinh mụn, và nó tiết dầu nhiều thì nó cũng giảm dầu, giảm nhờn, da mình sẽ căng mịn màng, nó kích sản sinh collagen với da, giúp cho da mình trẻ hóa ra. Cái phương pháp này nó thực sự giúp cho da bạn hồi sinh và tỏa sáng. Nhưng mà quá trình làm thì Quang nghĩ là tại vì mình tác động thẩm thấu từ bên ngoài quá, thì Quang nghĩ là cái quá trình, cái thời gian thì rất là lâu. Ngay cái lần đầu bạn trải nghiệm là bạn có thể thấy cái làn da mình nó có sự khác biệt.
tức là khi mà làm xong bạn thấy da bạn nó sẽ sáng hơn, nó căng hơn, nó mịn màng hơn. Nhưng mà sau đó vài ngày và nó kéo dài đến một tháng, tại quá trình da nó tái tạo á, nó rất là kéo dài và mỗi ngày bạn sẽ thấy da của mình nó đẹp hơn rất là nhiều. Vậy cái phương pháp Pira Skin của mình á, nó khác cái phương pháp cổ điển như thế nào? Nói về phương pháp điều trị, thực ra cùng một cái máy chẳng hạn, nhưng mà nó có rất là nhiều phương pháp điều trị khác nhau tùy theo cái thông số, tùy theo tình trạng mà bệnh nhân mà bác sĩ có thể lựa chọn. Thì những cái phương pháp trước đây á, nó thường là rất là mạnh, thì khi đó nó sẽ gây cho bạn những cái cảm giác có thể là đau khi điều trị bác sĩ có thể gây tê cho bạn. Thì ngược với những cái bất lợi đó thì cái phương pháp BR Skin này á, thứ nhất là hiệu quả. Tất nhiên khi ai đi điều trị họ cũng quan tâm nhất là cái hiệu quả nó có hay không, họ đạt được những gì. Thì cái hiệu quả nó rất là cao. Như nãy An đã chia sẻ với các bạn đó, tức là sau khi điều trị bạn có thể thấy rõ, cái rõ sau điều trị là sau đó từng ngày giai đoạn nó thay đổi, nó thoái tạo lại. Thứ hai là nó rất là an toàn gần như là 100%. Ngay cả đối với những cái làn da mà bị nhạy cảm, làn da nhạy cảm chắc chắn bạn không thể nào sử dụng được những phương pháp cũ cho làn da đó rồi. Và nó không tốn nhiều thời gian của bạn, mỗi lần điều trị hoàn tất cái trình điều trị chỉ từ 5 đến 10 phút thôi. Và nó không đau, không đau, không đau. Cái chuyện đau rất là nhiều người sợ chuyện đau đó, họ tới họ rất ngại. Họ không gây chảy máu, không gây bong chóc da. Thật ra bạn cũng không cần phải nghỉ dưỡng gì cả. Và cái quan trọng nó cũng không làm mất sắc tố da của bạn. Bác sĩ cho chị biết hỏi một câu. Mình thương người lớn tuổi, lúc nào nó cũng sẽ trổ đầu mồi. Thì cái đầu mồi đó thì có thể bác sĩ làm cho nó mất không, biến mất không? À, những cái vấn đề mà chị Tuyết nói thì cũng là thắc mắc của rất là nhiều người. Và cái phương pháp của mình đó, nó sử dụng cái máy laser. Nó được thiết kế với công nghệ PTP. Đây là một cái bước tiến nhảy vọt trong cái ngành thẩm mỹ laser và y khoa của thế giới luôn. Thì nó chính là cái tiêu chuẩn vàng để điều trị các vấn đề sắc tố, như là những cái đốm sắc tố trên da, những cái tàn nhang, những cái đốm đồi mồi như nãy giờ chị Tuyết nói. Thành ra nó có thể giải quyết được tất cả. Thì em muốn hỏi là em đã từng tẩy trắng răng ở những cái nha khoa khác rồi, thì lúc mà em tẩy xong thì nó có cảm thấy là đau và ê buốt. Có khi em về nhà là một tuần là em không thể nào ăn được một cái thứ gì hết, chỉ uống sữa thôi. Và em đã xuống ký được gần 2kg luôn á. Nên là bây giờ em hỏi là khi mà em làm ở đây thì em cảm thấy răng của mình cảm thấy là thoải mái và có thể ngồi nói chuyện rất là tự nhiên như vậy, thì bên mình có ưu điểm gì không ạ? Khác biệt của phi ban thì đơn giản lắm, là sự tận tâm và thấu hiểu cái cảm giác đau của bệnh nhân. Cho nên khi mà cái sản phẩm mà chúng tôi lựa để mà làm cho bệnh nhân đều là những sản phẩm an toàn nhất, tốt nhất, và cũng đã test trên chính bác sĩ luôn. Cho nên mình hiểu được là giai đoạn nào tới đâu là khách hàng cảm nhận như thế nào. Thành ra khi mà điều trị cũng làm rất chậm, không có nhanh, có thể mất thời gian quý vị, nhưng mà chúng tôi muốn là quý vị cảm thấy nhẹ nhàng, quý vị thưởng thức sự chăm sóc chứ không phải là điều trị. Bác sĩ Yên ơi, em được biết là ở Viva Clinic của mình á, bọc răng rất là đẹp. Em rất là muốn bọc răng, không biết là răng của em có bọc được không ạ? Răng của hàng đẹp và không cần bọc nữa. Viva Clinic chỉ làm đúng chỉ định khi nào răng của bạn có vấn đề nứt mẻ hay là có những vấn đề mà dùng những biện pháp khác không thể khắc phục được thì mới bọc sứ. Chúng tôi luôn luôn hướng tới chuyện đúng chỉ định và Phương Hằng sẽ có một hàm răng lành mạnh, đẹp và với chi phí thấp nhất. Xin chào anh Nguyễn Dương. Rất là vui khi anh đến tham dự buổi khai trương của Viva Clinic ngày hôm nay. Thì không biết là từ lúc ban đầu đến nay tới bây giờ thì anh cảm thấy không khí hôm nay như thế nào, đội ngũ bác sĩ có như thế nào, anh có thể chia sẻ về những cái cảm nhận của mình không ạ? Thực ra anh đến đây thì anh thấy cũng rất là vui. Một khi đến đây là thì thấy khung cảnh xung quanh, thấy đội ngũ bác sĩ, thấy tất cả những người bước vào rồi bước ra, mình nhìn ra thì có thể hiểu được phần nào là tại sao vợ mình cũng hay đi đến đây. Đẹp hơn hẳn đúng không ạ? Vậy thì không biết là anh có câu hỏi gì muốn hỏi bác sĩ không ạ? Laser có nghĩa là mình giết chết da chết, tiêu diệt da chết, hay là laser nó để tái tạo da, chống lại nó. Cái laser đó là cái laser giúp cho tái tạo da. Và như anh Dương á, nếu mà ví dụ mà anh không đi nắng á, anh có thể điều trị được cái phương pháp đó. Thì nó sẽ hấp thu chọn lọc các cái sắc tố trên da của anh, nó bắn gửi cái sắc tố đó ra. Thì khi đó cơ thể mình có những cái tế bào thực bào nó đến, nó ăn những cái mảng vỡ đó, thì da mình nó sẽ sáng dần lên mỗi ngày. Và bên cạnh đó nó cũng kích thích tăng sinh collagen trên da, làm cho da mình săn chắc hơn. Ngoài ra thì nó còn thu nhỏ lỗ chân lông, giảm tiết dầu, giảm mụn, da mình nó sẽ mịn màng và sáng hơn rất là nhiều, nó hồi sinh làn da.
Mà ngoài cái laser thì ở đây như nãy giờ chúng tôi đã chia sẻ cho các bạn biết thì cái phương pháp VR Skin là sự kết hợp giữa laser và E-Line. Thì cái máy E-Line này nó cũng là áp dụng công nghệ mới nhất là OTP, tức là công nghệ xung tối ưu kết hợp với sóng RF lưỡng cực. Thì hai cái máy này nó sẽ tạo một cái kết quả, một cái tác động hiệp lực vô để nó kích thích tăng sinh collagen, làm ngăn ngừa điều trị mụn, giảm thâm, giảm viêm các thứ, nó rất là nhiều tác dụng. Nhưng mà cái quan trọng đó là nếu mà âm dương đi phơi nắng mỗi ngày như vậy thì cũng khó tiếp nhận phương pháp này. Tại vì ở đây như bác sĩ Uyên đã chia sẻ thì chúng tôi chỉ điều trị đúng thôi. Nếu mà chúng tôi tư vấn lại phương pháp này thì ngược lại sẽ hại bạn. Thì là anh Dương bị từ chối. Cái này gọi là hy sinh về nghề nghiệp đó. May là hỏi kỹ. Xin cảm ơn bác sĩ Phương An, Phương Uyên, anh Hà Trí Quang, chị Thu Tuyết cũng như là anh Nguyễn Dương đã đến đây để có một buổi trò chuyện rất là thú vị. Và hy vọng rằng là sẽ gặp lại mọi người trong một ngày sớm nhất tại đây, khi mà mọi người được nghỉ ngơi để mà phải chăm sóc da. Thường thường em đi quay nhiều cho nên da của em hay bị sạm lắm. Còn về Kỳ Nam thì cũng là một ca sĩ diễn viên, cho nên cái phần nhìn và phần khác quan trọng lắm. Trước tiên là Kỳ Nam nhận thấy là da mình hơi bị sậm, tại vì do quay ngoài nắng quá nhiều và răng cũng không được sáng lắm. Em thì cho răng của em thì trắng hơn nữa, thẩm mỹ và vẻ đẹp của da răng. Thì em thì muốn cái điều trị VR Skin để cho da em thì sáng hơn, với lại em thì có một chút mụn ở dưới cằm, cho nên là em điều trị quyết định là sẽ chọn cái trung tâm này để cải thiện về cái ngoại hình của mình nhiều hơn. Ít là một người rất tốt để mọi người làm đẹp. Muốn xài Viva White cho răng của em thì trắng hơn nữa. Xin chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay rất hân hạnh được nhận lời mời đến khai trương của Viva Clinic. Tôi thấy đây là một nơi rất là khang trang với trang thiết bị rất là tối tân và hiện đại. Cô Hoàng Kỳ Long thì hôm nay là ngày khai trương của Viva Clinic, rất là vinh dự đến tham dự đến buổi khai trương tại đây. Ở đây có những cái dịch vụ thật sự là nam cũng rất cần, chứ không thể nữ, là răng và da. Chắc chắn rằng ngày sắp tới Hoàng Kiều Long cũng sẽ đến đây để làm những dịch vụ như thế này. Ở đầu tiên thì cái cảm nhận từ bên ngoài thì là cảm thấy là nó giống như là một cái không gian mở cho mình. Bước vô đây thì mình cảm thấy là mình được quyện với rất nhiều máy móc thiết bị, cũng như là mình giống như là cái phòng của mình. Các bạn ơi, đứng kế Phương Hằng bây giờ là chuyên gia make up Tính Nguyễn. Anh Tính Nguyễn ơi, khi đến đây thì anh thể cho em biết được cảm nhận của anh như thế nào ạ? Chào mọi người, mình là Tính Nguyễn, mình làm về make-up. Thì mình nghĩ rằng là tất cả mọi người ai cũng cần có một làn da đẹp và có một cái hàm răng trắng sáng để mà đối diện với những người đối diện xung quanh, thì người ta sẽ cảm thấy mình có một sự thu hút. Thì Tính Nguyễn đến đây, Tính Nguyễn muốn khám phá nơi đây để có thể thử về da, thử về răng như thế nào để mà mình có thể quảng cáo và cho mọi người biết nơi đây nhiều hơn. Nguyễn ơi, em cũng biết là chị di chuyển rất là nhiều, chị thường xuyên là phải mất tích. Nhưng mà khi mà em bước tới bên chị thì em rất là bất ngờ. Không biết là sao chị có thể giữ một cái làn da rất là đẹp, rất là mịn và trắng như vậy nữa. Chị có biết quý vị có thể chia sẻ được không ạ? Trước tiên cảm ơn em khen chị. Thôi em chỉ nói sự thật thôi nha. Bí quyết đó thì nó rất là đơn giản thôi. Chị là nghệ sĩ mà, nghệ sĩ thì chị đứng trước công chúng rất là nhiều. Thì cái điều quan trọng của mình đó là phải hình dáng, da rất là đẹp. Cái điều là mỗi ngày chị phải đánh phấn để chị đi quay phim hay là lên sân khấu chị diễn thì chị phải make up phấn nè. Nhưng mà mình về khi mình xài phấn nhiều quá thì nó càng nhiều thì càng sạm và càng hư da. Thì điều chỉ là mình phải đi spa, mình đi facial, mình đi làm da để cho đẹp. Đó, cái điều mà chị thích nhất đó là chỗ này. Rồi mình chọn cái chỗ này đó không Tân? Nó vừa sạch sẽ và vừa vệ sinh. Thì vào Nam thì mình đi quay rất là nhiều da, vẻ của mình thì tiếp xúc với phấn son làm cho da mình lão hóa rất là nhanh và tuổi mình cũng không còn trẻ nữa. Thì chính vì vậy Thạch Hoa cũng ưu tiên, nhưng mà từ trước đến giờ Thạch Hoa không đến spa hoặc là chăm sóc da ở ngoài. Thạch Hoa chỉ tự làm tại nhà cũng như là một số phương pháp tự nhiên. Chị mong là quý vị hãy đến đây thử và chúng ta tự cảm nhận. Khác biệt mà chúng ta cảm nhận ở Viva Clinic này với tất cả các trung tâm spa đó là không có chuyên viên mà chỉ có bác sĩ. Cái điều mà mình khi mà mình tới một cái gì đó về chăm sóc, về nhan sắc cũng như về tất cả về thẩm mỹ hoặc là vẻ đẹp của da răng, thì mình
luôn luôn mình muốn gặp là gặp bác sĩ. Và đây, Viva Clinic có được điều đó. Anh đến phòng khám thì thấy rất là sạch sẽ đúng không ạ? Bác sĩ thì rất là thân thiện, rất là nhiệt tình. Thì chắc chắn là Viva Clinic sẽ là lựa chọn hàng đầu của anh khi anh muốn chăm sóc về thẩm mỹ. Thì đó là tất nhiên, bởi vì bây giờ cái làm đẹp không chỉ riêng nữ giới mà nam giới cũng rất là chú trọng. Thì thời buổi bây giờ thì Hà Trung cảm thấy là mình ngại gì mà đến nam không bao giờ. Ngày xưa thì có câu là nam giới thì đến những chỗ làm đẹp thì hay mắc cỡ, là bị nhiều người dòm ngó. Nhưng mà bây giờ thì không. Cái đó là cái lỗ cho các bạn. Các bạn cứ đến và mình thử cái, tất cả các dịch vụ. Da mình đẹp, người mình thon thả hơn, răng mình có nụ cười tỏa sáng hơn. Chính vì đó là một cái thu hút ánh nhìn. Thì tội gì chúng ta không đến. Hà chúng ta đã đến thì tất cả các bạn cũng phải đến. Thì chúng ta hãy thử và cảm nhận được cái dịch vụ ở Viva Clinic. Và hy vọng rằng thì Viva Clinic luôn luôn là một chỗ tin cậy và đáng tin, và giúp cho chúng ta. Đó là một cái chỗ chúng ta đến. Hà Trung chúc cho Viva Clinic sẽ luôn luôn thành công và một nơi để cho mọi người cùng trải nghiệm với nhan sắc của mình. Hãy yêu Viva Clinic như Hà Trung An. I love Viva Clinic. Làm ăn phát đạt hơn và có nhiều khách hàng hơn. Và đây là khách hàng càng phát triển, càng lớn mạnh. Trường xin chúc cho Viva Clinic càng ngày càng phát triển mạnh hơn nữa để phục vụ nhu cầu đẹp của mọi người. Quan trọng nhất là đội ngũ bác sĩ, những người học rất là cao và giỏi tay nghề, những người chuyên khoa, những người thạc sĩ, và toàn bộ sản phẩm đến từ Mỹ đều rất là an tâm khi lựa chọn nơi đây. Chắc chắn mình cũng sẽ đưa tới đây nhiều lần vì nó có quá nhiều sự lựa chọn tốt cho bản thân mình. I love Viva Clinic. I love Viva Clinic. I love Viva Clinic. So, Viva Clinic.